dịch thừa cân nhiều. Đây là mùa B-Unit, đôi lúc em nghĩ là sẽ có những người mẫu hơi thừa cân một xíu. Ví dụ như show diễn của Versace có chị Jennifer Lopez. Chị nổi tiếng, ừ, em đi em hạch với là J-Lo. Sau này em tin là mình sẽ nổi tiếng. Ô, bao nhiêu năm nữa? Xin mời thí sinh tiếp theo. You wanna be on top. Mình tên là Phạm Minh Chi, mình đến từ Gia Lai. Xin chào, mình tên là Kê Phi Trung. Hiện tại mình là một makeup artist và là một người mẫu tự do. Xin mời giám khảo cho biểu quyết của thí sinh 536. Ồ, thế thì anh có biểu quyết gì thì cũng tăng thừa. Nhưng mà ngày hôm qua em cột tóc lên và em có hai cái lỗ tai giả đúng không? Chị Yến nhận là giống chị Yến. Em có cái lỗ tai giống chị á. Và ngày hôm nay anh thích em hơn ngày hôm qua rất nhiều. Và xin mời giám khảo cho phần biểu quyết của thí sinh 583. Với anh thì thiệt thừa cân nhiều quá. Em nghĩ là đây là mùa B-Unit. Đôi lúc sẽ có những người mẫu hơi thừa cân một xíu. Ví dụ như show diễn của Versace có chị Jennifer Lopez. Chị nổi tiếng, mà chị là sao Hollywood. Em hạch với là chị đâu. Sau này em tin là mình sẽ nổi tiếng. Ô, bao nhiêu năm nữa? Em tự tin được đó. Chị sẽ đợi đến khi chị già rồi xem em có nổi tiếng bằng chị J-Lo không? Em chờ đến khi chị có chồng thì em sẽ nổi tiếng. Chị sắp rồi đấy em. Ok chị. Mà em có biết rằng bằng cái tuổi của em, body của chị Jennifer Lopez như thế nào không? Dạ em biết hả? Ừ. Thật ra thì không phải là do em ăn quá nhiều mà em bị thừa cân, mà tại vì em mới vừa trải qua phẫu thuật á, nên là truyền nước biển hơi nhiều nên là nó bị phù cơ thể cho một xíu. Em đang trong quá trình giảm cân à. Em là một người rất có tố chất, nhưng mà mình đang trong quá trình chuyển nước biển nên bị thừa cân. Thì mình cứ đợi cho mình đẹp đã, rồi mình hãy thể hiện cũng được mà, đâu có sao. Mình có tố chất, mình đâu có sợ. Mà em sợ lỡ hả? Em mong là cơ hội tới và em sẽ giảm cân nhanh nhất có thể. Em sinh năm 2000, em sẽ không trễ đâu. Quay lại khi hình hài mình đẹp nhất, cơ thể mình tuyệt vời nhất, đi catwalk nó chắc nhất chứ không đi catwalk mà nặng phạch. Ngày xưa chị mập, chị biết, chị hiểu cảm giác đó lắm. Đi nó mệt, nó mềm mơ, nó cứ tưng 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 vậy nè. Nhưng cái banh á, người xem cũng không thấy đẹp đâu. Mình ốm á, tự nhiên mình thấy mình nhẹ nhàng. Lúc em đẹp hơn nữa, em chặt chém hơn nữa đúng không? Thì cứ nuôi đi từ từ, 2000 lần sớm. Đừng buồn. Cảm ơn em. Mời bạn tao giảo.